Thưa quý vị, để phát triển bền vững và đồng bộ, ngành mía đường trong nước cần một luật quản lý riêng. Đây là một trong các đề xuất đáng chú ý của các doanh nghiệp và Hiệp hội Mía đường Việt Nam tại Hội thảo Thường niên Mía đường Quốc tế TTC lần thứ 5. Hội thảo vừa được khai mạc vào sáng ngày 17 tháng 8. Theo đại diện Tổng công ty ngành đường TTC thuộc tập đoàn TTC, hầu hết các nước có ngành đường phát triển đều có luật riêng cho ngành mía đường từ rất sớm. Chẳng hạn luật mía đường Thái Lan ra đời từ năm 1984, trong khi Philippines có luật quản lý mía đường từ năm 1986. Các văn bản luật này quy định cụ thể về tỷ lệ lợi nhuận giữa nông dân trồng mía và nhà sản xuất đường, mức giá mua mía tối thiểu cũng như mức giá bán buôn bán lẻ đường. Các luật này giúp ngành đường hiện nay tăng trưởng 334% so với thời điểm luật được ban hành, còn Philippines có ngành đường tăng 50% so với năm 1986. Do đó, để phát triển ngành đường một cách bền vững và đảm bảo lợi nhuận cho người trồng mía, đại diện tập đoàn TTC đề xuất xây dựng một hành lang pháp lý cho ngành mía đường. Xuất phát điểm từ Thái Lan, Philippines, từ thời Thái Lan cũng tương đồng về mặt hạn điền, tương đồng về mặt khí hậu, vân vân. Nhưng mà sau khi mà được sự gọi là hỗ trợ của chính phủ, ý thức của doanh nghiệp thì có một sự chuyển biến rất là tích cực. Trong cái so sánh vừa qua, trong các cái slide chiếu lên, thì Việt Nam chúng ta cũng đang ở một cái giai đoạn thách thức đó. Nó đang chuyển biến rất là tích cực, cho nên tôi cho rằng đây là một cái thách thức và cũng là một cái cơ hội giữa quản lý nhà nước và giữa doanh nghiệp để làm sao tồn tại và phát triển ngành mía đường. Theo ông Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, thực tế từ khi có chương trình 1 triệu tấn đường, ngành mía đường Việt Nam cũng đã nhận được một số hỗ trợ nhất định. Tuy nhiên, ông cho rằng việc giải quyết cơ chế cho mía đường hiện nay còn mang tính vụ việc, chưa đảm bảo tính ổn định để phát triển bền vững. Hiệp hội này đang hướng đến xây dựng một văn bản luật quản lý mía đường, chứ không phải bằng các quyết định như trong quá khứ. Để mà quản lý ngành mía đường theo một cái cơ chế thị trường hiện tại và chúng ta hội nhập thì bắt buộc chúng ta phải có một hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ và nó theo cơ chế thị trường, chứ không phải để chúng ta xử lý những vụ việc và những tình trạng sự cố xảy ra nữa, mà chúng ta là đưa là ngành mía đường phải đi vào trật tự theo luật. Mà hiện nay thì ngành Hiệp hội Mía đường Việt Nam cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đã kiến nghị Thủ chính phủ cho phép xây dựng một bộ luật về mía đường để chúng ta quản lý đường theo luật như các nước, mà đặc biệt như Thái Lan hay là Philippines. Theo báo cáo của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, kết thúc niên vụ 2016-2017, sản lượng đường trong nước đạt gần 1,2 triệu tấn. Và đây là niên vụ thứ 3 liên tiếp sản lượng đường sụt giảm. Hiện cả nước có 41 nhà sản xuất đường với năng suất thiết kế tối đa là 150.000 tấn mía một ngày.